đứng trước mặt ngài Phương Tư Xuân như vậy đâu. Ngài cũng vậy, nếu chỉ vì chuyện này thì ngài cũng không bị giam trong bóng đêm đâu. Mình đều là người sai lầm cả thưa ngài. Mình đã sai rồi đó thưa ngài. Con thuộc hạ kia, người dám cả gan sánh ngang hàng với ta hả? Người không biết thân phận lớn nhỏ hả? Trước khi ngài gặp cô ta, ngài không hề phân biệt giai cấp với thuộc hạ, hay là ngài đã quên hết rồi? Người cả gan ăn nói hồ đồ như vậy à? Chúng ta từng ngồi chung một chiếc thuyền, là chủ và tớ, là đất vua với lính hầu cận, là người bạn, chứ còn hơn thế nữa trước khi cô ta xuất hiện đó. Cả miệng. Thuộc hạ văn xin ngài, hãy nhớ lại kỷ niệm xưa đi. Sự hy sinh, lòng trung thành, thuộc hạ cầu xin ngài lần sau cùng hãy quên cô ta đi. Quên đi tất cả đi, quên đi thương ngài. Ê, người đang nói cái gì vậy? Thời gian làm xóa mờ như vậy hay sao chứ? Sở dĩ ngươi còn có sinh mạng sống tới ngày hôm nay chỉ vì một việc thôi, một điều duy nhất. Tất cả mọi điều mà ngươi với ta đã hy sinh là vì sự sống bất tử với ái phi của ta. Ngài đã rất rõ rồi mà, tất cả những chuyện mà thuộc hạ làm là vì thuộc hạ yêu ngài. Nếu yêu ta, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt. Bởi vì nếu ngươi dám cả gan cản trở, hay là làm cho hoàng hậu phất lòng một lần nữa, ngươi sẽ đạt được ý nguyện của mình ngay. Ta sẽ thiêu ngươi tan thành mây khói, việc đó chính ta sẽ ra tay. Đức vua, ngài chưa hề yêu thuộc hạ. Nếu muốn ta yêu thương ngươi thì ngươi phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được. Và sau cùng chúng ta sẽ có sự sống bất tử cùng nhau, hiểu chưa? Hay không đó, không phải là tên tiền bối đó dụ dỗ mình đi sai đường nữa đây chứ. Này, thôi đi nhanh lên đi, đầu quấy nhiễu à, đúng là phiền quá đi. Đi chậm lại một chút có được không? Chân tôi rất là đau đó, mỏi chân lắm rồi. Tôi không phải to tay to chân như là anh đâu, hay là cứng rắn như anh đâu anh Mập à. Ôi trời ơi. Thôi đi Yushi, kiên trì một chút không được sao? Bây giờ ai cũng đau chân và mệt mỏi với nhau mà. Không đâu, Yushi không chịu đâu. Yushi à, thầy và Pháp đang gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta phải đi thật nhanh mới được. Hey, chắc phải nhờ tới tiền bối Kalachak để động viên một số người ở trong nhóm này rồi. Đúng vậy đó, chỉ cần tiền bối đó xuất hiện một lần nữa thôi thì chắc chắn là sẽ khác rồi. Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi người lại làm khổ tôi như vậy chứ? Tôi là nữ giới mà, xinh đẹp như tôi, da trắng hồng hào như vậy, tại sao mọi người không biết quý tôi? Mọi người đầu thai thêm 10 kiếp nữa cũng không gặp được tôi đâu. Không thèm nói, tôi đi vệ sinh đây, không thèm ở chung với mấy người đâu. Ở đây đi. Nhìn lên một chút đó, đừng có quay lại nữa nghe. Ơi đúng là phiền phức, tào lao thật không biết đối xử gì cả. Là chuyện gì nữa đây? Cổ luôn thích gây sự chú ý, quan tâm tới cô ta làm gì? Cái tật cổ là vậy đó, chỉ muốn gây sự chú ý thôi.
Lucy, nếu gặp chuyện đáng sợ á thì mau quay lại đây đi. Đi tới phía trước rồi chúng ta nghỉ ngơi rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Có thiệt đó. Mọi người, chúng ta đến xem đi. Chạy qua coi đi. Không biết chuyện gì nữa. Ôi, đáng sợ quá đi hả? Ông ta à, ai giết ông vậy? Ông ta vừa mới chết thôi, vẫn chưa quá một tiếng đâu. Có vết thương sâu, hình như là bị trúng bởi dao. Chắc chắn là do hắn làm. Nếu không phải do Aki thì làm ai tên ai rồi? Bản đồ Akholalai. Dây chuyền bị mất rồi, chúng ta phải đi mau đi tìm phách trước khi cô ấy đeo sợi dây chuyền. Đi mau nhanh lên. Nhanh lên đợi tôi với. Không có chịu nổi nữa rồi đó. Ôi, mệt muốn chết luôn đây nè. Vương quốc Akholalai đẹp thật, đúng là một kiến trúc tuyệt tác. Kết cấu nhìn khác hẳn, đúng là khó tin thật đó. Thấy có gì lạ đâu chứ, chỉ là đống đá đổ nát vậy thôi mà. Cũng khen ngợi làm thấy ghê. Nếu muốn thấy thì giờ đã thấy rồi, bây giờ đi được chưa? Dù sẽ chán lắm rồi đó. Ê nè anh Thích, anh định đi đâu vậy? Chờ Yushi với. Ê, đúng là tào lao mà. Anh Thích ơi, chờ em với. Ê, chú Keo à, để mình sẽ làm đây. Khi đưa cô ta theo đó. Trời ơi, Yushi, mệt mỏi quá. Ê, chứ sao kìa, la lối không sùm mà. Kệ tôi, nói gì vậy? Vậy chứ ai cũng đều mệt mà. Nè, tôi nghĩ Phách và thầy đã bị đưa đến ngôi mộ Photosun rồi thì phải đó. Nhưng mà tao thấy cái bản đồ này có gì lạ lắm đó Thớt à. Làm như là vẽ ra chơi để lừa gạt vậy thôi à. Xem đi, lạ lắm đó. Nó dùng ngôn ngữ cũng khác thường nữa, có thấy không? Nè, không phải là tại bản đồ này sao? Cho nên chúng ta mới tới đây đó. Tốt lắm, cỡ nào cũng bỏ công ra qua rừng qua núi đến đây rồi. Nếu có gì mạo hiểm nữa thì sợ gì chứ, cứ chuẩn bị đi. Yushi, nếu như cô muốn về thì xin mời cô đi đi. Đi đi. Đi. Hướng Bắc có ánh mặt trời chỉ dẫn đường, ánh sáng cuối cùng là câu trả lời. Hướng Nam là sự hủy diệt, có sự chết. Ủa, vậy tức là làm sao chứ? Trong đó đề cập tới hoa sen, vậy có nghĩa là cái ao này rồi. Nếu vậy, phía trên lá sen là ánh mặt trời chỉ đường dẫn lối, vậy tức là muốn chúng ta đi theo hướng Bắc so với cái ao này rồi. Đây chính là câu trả lời đó. Nếu như mình đi hướng Nam sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật sao? Hướng Bắc cái ao sen là hướng đi. Là hướng đi. Đi, mình đi. Nhanh lên. Ơi, lại đi nữa hả? Lại đi. Ê, Yushi không đi nổi nữa đâu anh Thết à. Không có muốn đi nữa đâu, Sanh. Đợi tôi với. Nghĩ cầm miệng lại đi. Ơi. Tại sao vách thành này dài dữ vậy? Đi hoài đi mãi cũng không hết nữa. Để tôi với. Ôi, phí thời gian thiệt đó, chán quá. Tại sao? Tại sao tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Ủa, đây. Hả? Hả?
lại trở lại cái ao sen này. Lại cái ao sen này nữa rồi? Sao mình cứ quay lại cho cũ hoài vậy? Ủa, vậy là sao? Khi nào thì chúng ta mới thoát khỏi nơi đây đây? Nè chú Keo, tôi thấy có gì không ổn rồi. Hình như chúng ta đang đi lạc hướng thì phải đó. Hiện giờ có thể chúng ta đang bị tà ma che mắt rồi, bị đánh lạc hướng, cho nên chúng ta phải đi lòng vòng như vậy hoài đó. Có nghĩa là chúng ta đang đi lạc đường. Ông A Khi à, cái phòng bên kia giống như là khách sạn 5 sao vậy? Tại sao ông làm được như vậy? Tôi còn rất nhiều việc khiến cô phải ngạc nhiên. Cô uống thử đi. Là mùi hương gì? Mùi hương ướp vị hoa lài khô cùng với mật ong, nhưng nó không quá ngọt đâu. Cô uống thử đi, không chừng sẽ hồi phục trí nhớ. Rất ngọt ngào. Quá khứ là như vậy sao? Ý tôi muốn nói là người dân Akholalai, họ có cuộc sống sinh hoạt ăn uống như vậy sao? Điều này chỉ có thể ở trong giới hoàng tộc thôi. Akholalai cũng có phân biệt giai cấp như Ấn Độ sao? Nếu như vậy, những người không may sinh ra trong thế giới thấp hèn thì khổ lắm, vì chẳng khác nào bọn nô lệ.